Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 31 tháng 5. Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm để bị động trong cung ứng điện. Tin tức từ Văn phòng Chính phủ cho biết, vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới. Theo đó, trên cơ sở báo cáo của EVN về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng trong đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023, thực hiện ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương, EVN báo cáo đánh giá về an ninh năng lượng, bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới, đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài. Đặc biệt, Bộ Công Thương và EVN được yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để bị động trong thời gian qua, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10 tháng 6. Trước đó, theo báo cáo của EVN gửi Chính phủ, sau chỉ đạo của Thủ tướng, tập đoàn đã tập trung nâng cao sản lượng điện sản xuất từ nhiên liệu than, dầu và nhập khẩu, giảm tối đa việc huy động thủy điện để giữ mức nước trong các hồ chứa thủy điện. Các nhiên liệu than, khí đều được huy động tăng thêm, đáp ứng cho nhu cầu. Ngoài ra, EVN cũng bổ sung các nguồn điện mới như đàm phán giá với các dự án điện gió, mặt trời chuyển tiếp, đàm phán mua điện Trung Quốc và nhập khẩu điện từ Lào, cũng như đẩy mạnh tiết kiệm điện. Tin tức về các tỉnh thành cấm dạy thêm dịp hè. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội có văn bản yêu cầu các trường không tổ chức dạy thêm dưới mọi hình thức, cũng như không được tổ chức dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2023 đến 2024. Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu trường học từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 8 không tổ chức dạy hè, không dạy trước, nhất là với trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Tương tự, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang cũng yêu cầu ngoại trừ đối với các khối lớp 9 và 12 đang ôn thi. Các hoạt động dạy văn hóa, dạy nghề, ôn tập, phụ đạo cho học sinh chỉ được tiến hành sau ngày tự trường năm học 2023-2024. Cần Thơ tổ chức thi cải lương. Tin tức từ Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, vừa có kế hoạch tổ chức cuộc thi cải lương Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền năm 2023 dành cho các nghệ sĩ, diễn viên đang hoạt động nghệ thuật sân khấu cải lương cả nước, kể cả các nghệ sĩ ưu tú, thí sinh đoạt huy chương vàng các cuộc thi, liên hoan, hội diễn cải lương toàn quốc. Dự kiến vòng sơ tuyển sẽ diễn ra trong tháng 9, vòng bán kết trong tháng 10, vòng chung kết và tổng kết trao giải tổ chức vào ngày 3 tháng 11 năm 2023. Kết hợp với chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày mất cố soạn giả Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cuộc thi nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ, và cũng là hoạt động thiết thực để tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của cố soạn giả Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền, soạn giả tiên phong của Cần Thơ, vị hậu tổ có nhiều công lao vun đắp nền nghệ thuật sân khấu cải lương Cần Thơ nói riêng và Nam Bộ nói chung. Triều Tiên phóng vệ tinh do thám quân sự. Rạng sáng nay ngày 31 tháng 5, quân đội Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã bắn thiết bị phóng không gian từ khu vực Tống Trang Di ở phía nam Triều Tiên về phía Hoàng Hải. Vụ phóng diễn ra vào khoảng 6 giờ 29 phút giờ địa phương, khiến nước láng giềng Hàn Quốc và Nhật Bản bật báo động tại nhiều nơi. Sau khi xác định vật thể mà Triều Tiên phóng không gây ảnh hưởng, Nhật Bản đã tắt cảnh báo, trong khi thủ đô Seoul của Hàn Quốc nói rằng đã gửi nhầm thông báo di tản cho người dân thành phố. Theo hãng tin Yonhap, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp. Quân đội Hàn Quốc cho biết phương tiện phóng của Triều Tiên biến mất khỏi radar trước khi đến điểm rơi dự kiến và nhiều khả năng đã phát nổ trong không trung. Trước đó, Triều Tiên đã thông báo sẽ phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của nước này trong thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến 11 tháng 6, dự kiến các mảnh vụn sẽ rơi xuống Hoàng Hải và Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng giải thích rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn buộc nước này phải tăng cường năng lực thu thập thông tin theo thời gian thực, nhưng Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ cho rằng vụ phóng của Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm nước này sử dụng tên lửa đạn đạo. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.